mấy ngày trước, nhân dịp rỗ bà nội, trong lúc xúc động nhớ về bà, tôi đã có một vài chia sẻ hồi tưởng. Dù vậy, cách tôi sử dụng từ ngữ chưa chuẩn xác đã khiến nhiều người hiểu lầm. Tôi xin lỗi mọi người về những sơ sót gây ra ồn ào này, Hoa hậu bày tỏ. Về phát ngôn, công chúa đời thứ bảy của vua Minh Mạng, Hà Kiều Anh khẳng định mình chưa từng dám nhận bản thân là công chúa của bất kỳ vị vua hay triều đại nào. Đây là một chi tiết trong ký ức tuổi thơ về bà nội của Hà Kiều Anh, nhưng đã bị cắt khỏi ngữ cảnh ban đầu, gây nên những hiểu lầm không đáng có. Từ đó, câu chuyện bị đẩy đi xa và có những ảnh hưởng đến người bà đã khuất, điều cô hoàn toàn không mong muốn. Gia đình trong trái tim mỗi người là điều vô cùng thiêng liêng, quý giá. Kỷ niệm là những gì còn lại sau tất cả, đã, đang và sẽ bị thời gian cuốn trôi. Đối với Kiều Anh cũng vậy, Tôi luôn cảm thấy trân quý từng khoảnh khắc được ở bên cạnh bà và những kỷ niệm về bà luôn vẹn nguyên đẹp đẽ. Tôi xin mãi mãi được làm công chúa nhỏ của bà nội, mà thôi, cô nói. Qua lần này, hoa hậu Việt Nam 1992 cũng học hỏi thêm nhiều kiến thức, thật cảm kích và biết ơn về những góp ý thiện tình từ mọi người. Nếu có sai, tôi sửa và rút kinh nghiệm, hoàn thiện mình hơn mỗi ngày. Học, học nữa, học mãi. Hoa hậu Hà Kiều Anh Hôm 26 tháng 6, Hoa hậu Hà Kiều Anh gây chú ý trước thông tin cô là hậu duệ nhiều đời của vua Minh Mạng, là con vua cháu chúa. Thậm chí, bà nội còn gọi cô là công chúa đời thứ bảy. Tiết lộ về thân thế của Hà Kiều Anh khiến nhiều người bất ngờ. Bởi trước đó, hầu như bạn bè, khán giả đã biết Hoa hậu Việt Nam có gia thế lẫy lừng, nhưng không ngờ gia đình cô có gốc gác quý tộc, thuộc dòng dõi vua chúa. Ngay sau đó, anh Tôn Thất Minh Khôi, hậu duệ võ vương Nguyễn Phúc khoát, vị chúa thứ 8 triều Nguyễn chỉ ra một số sai sót về thông tin tổ tiên của Hà Kiều Anh. Anh cho rằng việc Hà Kiều Anh tự nhận mình là công chúa đời thứ bảy là không đúng. Đáp lại, Hà Kiều Anh cho biết câu chuyện công chúa đời thứ bảy là do bà nội của cô kể, chứ không phải do cô tự nhận. Riêng nguồn gốc vua chúa của gia đình cô là sự thật. Hôm 2 tháng 6, ông Nguyễn Phúc Vĩnh Phú, cháu đời thứ năm của Đức ông Tuy Lý Vương, căn cứ theo ra phả được ghi chép đã xác nhận Hoa hậu Hà Kiều Anh là cháu chắc bên ngoại của dòng họ nhà Đức ông Tuy Lý Vương, con trai vua Minh Mạng. Ông Nguyễn Phúc Vĩnh Phú tại phủ thờ phòng Tuy Lý Vương. Ông Vĩnh Phú thông tin thêm, mặc dù sinh sống tại thành phố Hồ Chí Minh, Hà Kiều Anh luôn hướng về quê hương, nguồn cội. Ngoài gọi điện hỏi thăm, nếu có dịp về Huế, cô thường ghé dân hương tại phòng thờ Tuy Lý Vương và đóng góp để tu sửa phòng thờ cũng như lăng mộ của phòng Tuy Lý Vương ngoài ra mỗi khi xảy ra thiên tai ở quê gia đình ông hà văn lâu chủ yếu là hà kiều anh đều ủng hộ giúp đỡ đồng bào vậy nên phải nói rằng bà con ở tuy lý vương rất vui mừng và tự hào khi con cháu dòng giỏi vẫn còn quan tâm nghĩ về bên ngoại đó là một điều rất đáng trân trọng và quý hóa vô cùng ông vĩnh phú cho hay cũng trước vấn đề hoa hậu hà kiều anh gọi sai tên tổ tiên ông vĩnh phú cho rằng điều đó không đáng chê trách mà cần giúp cho lớp trẻ hiểu biết nhận thức đúng và tiếp tục truyền thống uống nước nhớ nguồn anh tuấn